Ok. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả nè mọi người. Ở lần này thì Khả sẽ đi hóng binh cây vũ khí. Đó là Khả sẽ hóng cây nỏ. Nếu mà ra cây nỏ gì thì Khả sẽ ví dụ như ra cái bổng, cái đao, cái kiếm rồi đó. Chủ yếu khả năng muốn là ra cái đao hoặc là ra cái bổng, khả năng chỉ cái bàn hoặc là con long đao nha anh em. Ok, Minh Quyền ơi. Đó, Khả cho anh em xem top cấp. 116 rồi nè. Đó. Rồi. Đấy. Thiếu Lâm, Thiên Bang, Đường Môn, Ngũ Độc, Nga Mi, Thí Yên, Cái Bang. Đó. Họ tiếp tục này, Thiên Nhẫn này. Hello Hoa Võ nha, Võ Đan. Hiện tại bây giờ cấp cao nhất 116 nha nè. Hiện tại mấy chủ này là mấy chủ S6 Đại Sa Tắc, chân chủ Võ Công Trường Kỳ .net. Anh em nào muốn tham khảo server này thì cứ thở tại tại game về tham khảo. Thì nếu muốn chơi thì cứ truy cập group bên dưới. Khai cái đỡ link group bên dưới nè. Anh em có thể truy cập group bên dưới để có thể mua ạc nha nè. Để mua ạc rồi anh em trải nghiệm nha. Rồi ok, bây giờ Khai sẽ đi hóng binh rồi nè. Khai đi hóng binh. Trước khi hóng binh thì chuẩn bị 200 xu nè. Đó, một hóng binh thạch nè. Rồi ba viên thiệt tinh khắc màu. Đó. Khai hóng thử ra cái gì nha nè. Chung ra đao thì Khai chơi con long đao. Còn ra bóng thì Khai chơi cái bằng bóng. Đó, quyết định rồi nha mọi người. Này, ok. Anh em cùng dự đoán xem một lần ra vũ khí gì. AK đang cố gắng lấy top 1 nè. Hai người đang top 1 nè. AK và bà đang cố gắng tranh giành top 1 nè. Nên là mọi cái hoạt động cũng như là này nó ưu tiên hết. Chưa cập nhật đó nè. Hiện tại cái bảng nó chưa cập nhật nè. Hiện tại anh em thấy không? Khả top 7 nè. Đó mà dưới này nó là top 9 đó. Lỡ xong đao thì hóng tiếp nha. Adder ơi. Lỡ xong đao thì hóng tiếp nha nè. Lỡ xong tao không tiếp, hóng tiếp nha. Rồi, hóng bên anh em à. Trước khi ông bên Khải mở cái vũ khí à. Vỡ vật khám phục hộ. Mở vật phẩm. Khó bảo hiểm nè. Đó. Cái nỏ này Khải chơi cũng hơn 1 tháng rồi nè. Hơn 2 tháng rồi. Giờ Khải sẽ mở khó và Khải sẽ hông binh. Ra vũ khí giờ Khải chơi vũ khí đó. Hỗ trợ một khó nhanh. Tiến hành một khó nhanh. 693. Rồi. Ông mở khó rồi hóng nha nè. Rồi. Mở khó thành công. Ok. Rồi Khải sẽ hóng. Khải sửa đồ một cái hả? Rồi hóng luôn. Hóng nha nè. Lần một kích nè. Kích thì phải hóng lại tiếp tục nè. Đổi thành tiếp tục. Nói chung chỉ lấy bóng hoặc đao thôi nè. Bóng hoặc đao thôi. Bóng hoặc đao là ok. Ra kiếm ra vi tiêu. Đâu ra vi tiêu rồi hóng nữa. Ra tiêu hóng tiếp nè. Ra vi tiêu hóng tiếp. Hóng nổi vũ khí. Không biết ra gì đây nè mời. Anh em cùng chờ siêu phẩm ra gì nha mọi người. Đây Khải giấu cái rừng như này bó cho anh em xem. Đó. Khải sẽ giấu cái rừng dưới góc này nha nè. Hóng ra gì bói lên cho anh em xem nha. À ít nhất 50 vạn nè. Khải làm tiền nè. Thiếu tiền anh em. Ít nhất 50 vạn mới hóng được. Ok. Rồi vô lại nè. Hóng vũ khí. Rồi ok chưa. Giấu xuống góc dưới. Rồi. Cái gì Phúc Duyên à. Ok rồi Khải đi lấy Phúc Duyên. Ồ 16 Phúc Duyên. Hết Phúc Duyên rồi. Phúc Duyên nó có còn không ta? À, ok. Cánh hai bình này. Ba bình này. Rồi, di chuyển thành đó anh em. Đứng đấy giờ hai lần rồi. Không ổn, không ổn. Bỏng đi, bỏng đi. Đúng rồi, bỏng đi anh em, bỏng đi. Bỏng đi, bỏng đi. Bỏng đi chuyển cái bàn luôn. Bỏng đi chuyển cái bàn luôn nè. Không bên vũ khí nè. Bỏng đi chuyển cái bàn luôn em ơi. Ok, Khai sẽ cho nó cái góc này nè. Góc này. Ok chưa? Cố gắng ra bóng nha. Hóng đổi vũ khí. Bóng chuyển cái bang luôn nha nè. Rồi, khui. Thành công. Khui rồi nè, khui rồi nè. Bóng đi, bóng đi. Bóng hay đao vẫn được, bóng hay đao vẫn được. Một bóng hai đao, một bóng hai đao. Một bóng hai đao. Khui. Khui, đi đây. Một ô. Trời, tiêu chết tôi vậy. Tiêu anh em à. Đậu xanh. Trời ơi. Cái tiêu anh em ơi. Đậu xanh chết rồi anh em à. Mất 3 viên thiệt tinh. Tiêu anh em. Là tiêu anh em ơi. Rồi tiếp tục. Tiếp tục hóng lần 2. Đậu xanh. Hóng lần 2 anh em. Hóng lần 2 mà không được nữa thì tính tiếp nha. Tại vì hiện tại thiệt tinh không có đâu mà ép luôn nè. Hết thiệt tinh rồi mọi người.
Đồ hết thì tin rồi em ơi, không thì tin rồi. Tiêu rồi, tiếp tục. Hệ thống tiếp theo. Tiếp tục. F. Tam sức thật. Là tiêu nè, ma kỳ. Tiêu là chịu rồi, tiêu không có chơi được. Rồi, tiếp tục. Một hố minh thạch đâu. Khải vẫn mắt nhỏ như thế nào. Đổ ra tiêu nè, trở ra cái gì đó. Một cái, hai cái đều tốn tiền nè. Một lần hón tầm bây giờ, một lần hón khoảng 100k Việt Nam đồng đó nè, hơn một kim đó nè. Rồi, tiếp tục nè. Tiêu nè em ơi. Rồi, mình đi thành khác mình quay lại. Tiêu mọi người. Đi cho cái dí nó bất, dí nó bất nặng nữa nè. Ok. Rồi, tiếp tục nè. Hón bên vũ khí nè. Ok, Khải sẽ bỏ rương dưới cho anh em xem nha. Thành công. Gì đây anh em, gì đây anh em. Anh em cùng cùng nhau comment thử gì đây anh em. Bóng. Khui. 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 Gì đây, gì đây, gì đây. Khui. Trời ơi, phi đau. Thôi xong rồi. Trời ơi, thôi chịu rồi anh em ơi. Kiểu này vẫn chơi được môn nữa rồi anh em. Chịu rồi. Nó không muốn cho mình chơi phải khác rồi nè. À được môn. Thôi kiểu này vẫn chơi được môn biết sao giờ. Hết đường rồi nè em ơi. Giờ hết thì tin rồi biết khóng kiểu gì đây. Hết thì tin rồi nè. Ra vì đau nè. Không có thì tin rồi. Hết thì tin rồi. Ok nói chung thì lần này thì hón ra phải gì chơi phải đó mà hón không có nè. Hết thì tin luôn nè. Không biết mua trong bang còn không. Lô lô lô. Anh Na Cây ơi. Anh em còn tự với Lam còn bán cho em một hai cục em hóng binh nữa nè, đồ xịt. Rớt nữa rồi. Ok anh ơi. Trời ơi. Tiếp tục anh em ơi. Ok, cảm ơn Lơ Vật Dương nha. Bán khoản Dương Lam thì tin tìm nãy giờ không ai bán nè. Tiếp tục. Mà phải ra được cái món gì đó mình đổi phái nè. Chán đường môn quá rồi. Chán đường môn quá rồi mà nó cho tiêu, cho đau, cho phi đau chứ. Vái thì. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục công đoàn hôn binh. Thằng Tài đâu nhờ? Tài ơi. Đổi tam sức thạch này. Làm gì làm phải có đổi tam sức thạch mới hoán được nè. Tự nhiên tình anh em. Bóng trăm cho em. Bóng rưỡi. Ok. Rồi hón nè. Vô nè. Lần 3 nè. Ra cái cây gì cho tôi gái đi. Đậu xanh. Đau bỏng gì đó đi. Trời, thôi xong. Thất bại, chịu luôn. Thôi, chịu rồi. À, chịu rồi anh em ơi. Hết 10 viên thì tinh gần bay gần 4 kim, 5 số kim rồi, chả được gì. À, đúng thì hôn bên này, trời hôn bên này đầu tim thiệt luôn nè. Thiệt luôn. Đúng đầu tim luôn nè. 500. Đầu tim thiệt luôn nè. Quá đầu tim. Thất bại nè. Chịu rồi. 3 lần rồi. Tiếp tục. Đâu phải làm thêm một viên lam thiệt tinh nữa. Tiếp tục không bên anh em ơi. Tiếp tục không bên không bên. Mới mua được viên lam 400 xu. Tiếp tục trải nghiệm nhân phẩm xem thử mình đổi gì phải gì đây. Tính nghịch ép đồ xem bên này mà lười quá. Thử đi lên 25 ok. Rút 1 24 ok. Ok tí khai test. Đội hóng binh thẳng anh em ơi. Lần này là lần hóng binh thứ tư nha anh em. Trời ơi khổ quá anh em ơi. 12 viên thủy tinh của mình rồi anh em. Quá nhỏ. Rồi. Để xem thử nó ra cái quần què đây. Xem thử nó ra quần què đây anh em. Nó ra cái quần. Đưa cái ống giò. Đây rồi. Làm mấy tiền á. Còn ra quần què đây. À, hôn bên này 3 lần, lần này là lần tư nữa nè. Mất mớ tiền rồi nè. Đau bỏng hay cái gì cũng được nè, đủ. Gì cứ tiêu phi đau, tiêu phi đau chịu luôn. Rồi thành công, như đây. như đây, thành công. Ra gì đi anh em, tôi đổi phái cái anh em, thiệt anh em luôn á. Tôi đúng đổi. Ừ, em muốn đổi phái mà không cho đổi phái rồi nè.
Đây đây. À em thấy bốn dòng rồi. Em thấy bốn dòng màu đỏ đỏ rồi. Trời, thôi xong. Đủ xanh cái cấp thôi, chịu luôn em. Đủ thiệt em. Chán, đủ xanh. Chán thiệt sự luôn em. Má, mớ tiền. Chán chả muốn nói luôn. Mất 12 dân thị tinh. Đủ xanh chấn thâu. Xong full set đồ nghe mi đâu. Mẹ thiệt. Chán gơ gốm. Thôi buồn quá em ơi. Thôi cất rừng. Buồn quá lên. Má nghịch nghịch đồ không binh muốn phấy gì chơi phải đó mà nó không ra từ cái bóng rồi em rồi. Thì... nghe rồi chán gương chán gờ gốm nè trời ơi ta... thấy bốn giọng ngon là buồn gờ gốm thôi. Nói chung thì lần này không binh thất bại khai ộp thất video nha anh em xem cho một like chia sẻ lần sau gầy hơn tiếp chiều rồi bốn lần rồi chiều rồi còn phút gì không cho một hai bình nữa. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em.